Cách tuyệt vời nhất mà ai đó đã chết là gì? Để tôi giới thiệu với bạn về anh chàng này. Đây là Ben Solomon và anh ấy là một nha sĩ quân đội cho Hoa Kỳ trong Thế chiến 2. Vì không ai thực sự cần nha sĩ trong quân đội và một số bác sĩ phẫu thuật tuyến đầu bị thương, Ben tình nguyện trở thành bác sĩ phẫu thuật tuyến đầu trong trận chiến với Nhật Bản. Trong trận chiến đó, Ben đang điều trị cho những người lính bị thương bên trong bệnh xá thì bất ngờ nhìn thấy hai người lính Nhật chạy vào trong. Anh ngay lập tức chộp lấy lưỡi lê và tìm cách giết họ, nhưng anh ta nhận ra rằng tuyến phòng thủ đã bị thất thủ và chẳng bao lâu nữa, bệnh xá sẽ bị tràn ngập bởi những người lính Nhật. Ben ngay lập tức nói với các nhân viên y tế khác rằng hãy sơ tán những người lính Mỹ bị thương, nhưng bản thân anh ta vẫn ở lại. Khi những người lính Mỹ quay trở lại tái chiếm khu vực này khoảng 15 giờ sau đó, họ tìm thấy thi thể của Solomon nằm dưới khẩu súng máy. Cơ thể của anh ta có 76 vết đạn và nhiều vết thương do lưỡi lê. Tuy nhiên, họ cũng tìm thấy xác của 98 binh sĩ Nhật Bản chất đống trước mặt anh. Mặc dù anh ta là một nha sĩ không có kinh nghiệm chiến đấu, anh ta vẫn có được một trong những cơ hội cuối cùng lớn nhất trong lịch sử.